Alo, dạ kính thưa quý cô chú anh chị Thì à, hồi trưa à, nay em có làm một cái video clip mà Để kể về hai cái status của bà Nguyễn Phương Hằng Với lại của một cái anh chàng là phát ngôn mà Phát ngôn viên ở bên phía thiền ngang bên bờ vũ trụ Thì em chỉ à, chia sẻ cái thông tin đó thôi à, Chứ thật sự thì em cũng không có nói gì thêm Bởi vì lúc đó trời cũng sắp mưa rồi à, Tuy nhiên ấy, thì à, không ngờ Ở bên dưới comment thì cũng có một số người Có lẽ là fan của của tỉnh thất online Lai Của thiền ngang bên bờ vũ trụ đó người ta cũng vào người ta nói là không em ta comment đã nói em biết cái gì về uh, thiền em bên bờ vũ trụ mà mà lại đi nói về thiền em thì uh, cũng xin thưa là em cũng đâu biết gì về thiền em uh, bởi vì mình đâu có sống chổng đâu biết nhưng mà mình là một con người biết hiểu biết biết tìm tòi học hỏi thì uh, báo chí người ta đang rần rần đó thì em tham khảo báo chí thôi uh, còn nếu mà bên thiền em bên bờ vũ trụ gì đó nếu mà họ thấy uh, họ báo chí mà đăng sai á uh, thì họ có quyền lên tiếng thư kiện tờ báo đó hoặc là kêu tờ báo đó cải chính đúng không đây rất nhiều những cái tờ báo đã ghi những cái thông tin rất rõ ràng về cái thiền em bên bờ vũ trụ rồi vậy thì mình quan tâm đến vụ việc này thì tin ai trong khi báo đăng rần nè cả nhà đây báo lao động nè em xin trích dẫn đọc một 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 đoạn thì à, sau khi mà bên phía công an Long An á người ta điều tra thì đã có kết luận ban đầu và đài truyền hình Long An có hẳn một cái phóng sự rất rất là rõ ràng về cái nơi gọi là thiền em minh bộ vũ trụ đó và đây là cái tờ báo lao động cũng có viết về cái phóng sự đó đó là phóng sự của đài truyền hình Long An á cho biết rằng cái tỉnh thất bồng lai này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh quản lý những người mà đang sống và sinh hoạt trong đó không phải là tu sĩ Phật giáo do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội và cái sự việc này nó mang tính chất là lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Đấy. Và quan trọng hơn là cái kết quả xác minh của công an Long An cho thấy á, đa số những đứa trẻ sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, tức là trong cái thiền em bộ vũ trụ đó, là đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhở, không nên nương tựa. Hiện tại thì hộ bà Cao Thị Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú ha à, cả nhà nghe rõ nghe đó là trong đó có 6 em mà những đứa bé này là đi thi thách thức kinh hài đó cả nhà à, đều có mẹ ruột đi cùng đó tạm trú và không rõ cha à, rất là tiếc tại vì có nhiều cái vấn đề khúc mắc ở đây cha mẹ cha cha ruột mẹ ruột ở đâu thì người những người trong cuộc người ta biết hết rồi à, ngay cả em cũng biết cái người cha ruột luôn à, nhưng mà vấn đề là cơ quan chức năng chưa công bố thôi À, cha ruột ở đâu thì à, à, xa tận chân trời gần nơi à, trước mặt gì đó, đúng không? Đó, tự là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà cơ quan công an chỉ kết luận là những đứa bé ở trong Thiền Am đều có mẹ đi cùng và không rõ cha. À, thời gian qua thì nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhở không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của người trong và ngoài nước giúp đỡ để trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Đó. Đó là một phần ở trong cái tờ báo uh, Báo lao động Nói chung là rất là nhiều tờ báo Đã đăng vào cái uh, thời điểm đó, đó cả nha Vào uh, năm 2020 à, Rất là lâu rồi Ngày 23 tháng 9 năm 2020 Đó là cái kết luận ban đầu của cơ quan công an Tỉnh Long An Về cái cơ sở gọi là cái thiền em minh bờ vũ trụ à, Thì uh, ngoài cái tờ báo lao động Thì có báo công an Báo công lý Báo hầu như là tất cả các tờ báo đã đăng rồi Nếu mà cái thông tin này nó sai sự thật thì những người ở trong thiền ngay bên bầu vũ trụ hãy lên tiếng. Giống như là bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng cách đây ít ngày. Về cái vấn đề nói rằng là bà Hằng với lại luật sư bên phía ông Yên đó. Đó thì mình lên tiếng thôi. Đó là báo chí đăng sai à, yêu cầu họ cải chính. À, nhưng mà họ không có lên tiếng làm gì hết. Mà quan trọng hơn hết á, là những cái người à, được cho là nhân chứng đã từng sống ở trong đó. Người ta khẳng định rằng à những cái người ở trong đó đều có mối quan hệ huyết thống với ông cụ là cái người đứng đầu tên là ông lê tùng vân đó đúng không đó thực sự thì em đâu có biết đó là thông tin trên báo chí à thì mình cứ căn cứ vào thôi rồi cái thứ hai nữa là một số người lại nói rằng là em biết gì về diễm my à, mà em lại nói về cái chuyện này diễm my tức là một cái mốc mắt xích rất là quan trọng trong cái câu chuyện của thì em mình và vũ trụ à cái cô bé này á thì không biết là ma đưa lối dẫn đưa đường gì đó không biết mà cô này cuối cùng là muốn tu muốn sống ở trong cái thiền am bên vào vũ trụ đó rồi cha mẹ cô bé là vì thương con cho nên xuống với thiền am đó mới năn nỉ năn nỉ những người trong thiền á là hãy cho cô về sống với mẹ với cha mẹ để cô được đi học nhưng mà không biết sao cái cô này không có chịu về rồi buộc là cha mẹ phải đi xuống đó tìm con xuống tìm con để năn nỉ sinh về nhưng mà người ta không cho về đó, sau đó thì có xảy ra cái cuộc xô xát vào ngày 24 tháng 10 năm 2019 à, vậy là tới ngày 24 tháng 10 tới ngày mốt á, nếu mà live stream là đúng 2 năm luôn đó nha cái này có lẽ là định mệnh nè à. À, cái trong cái buổi live stream sắp tới của cô hàng thì đúng với cái ngày là xảy ra xô xát ở ngay chỗ cái cái nơi bắt đầu của cái rama trước đó ha rồi quay trở lại tức là cái cô gái này không chịu về cho nên gia đình xuống phải tìm tìm con và xảy ra xô xát thời điểm đó thì gia đình người phía cô bé này tức là gia đình của anh thắng đó, thắng chị Mai tức là cha của con bé Diễm My này, Mới dẫn bà con dòng họ là khoảng 12 người đi trên một chiếc xe để xuống đó tìm con nhưng mà không gặp rồi cũng xảy ra sâu sát có một người thương tích gì đó rồi cái chuyện nó rất là dài dòng à, nhưng mà ở đây người ta nói là em biết gì về cái gia đình Diễm My à, biết gì về Diễm My mà nói thì thật sự á à nếu mà những ai tham gia cái vụ việc này thì thừa hiểu là em đã từng đến gia đình đó để tìm hiểu uh, ngay cả những người hàng xóm những cái người uh, láng giềng những cái bà con dòng họ ngay cả cái người thân ở, uh, ở xa em cũng có liên hệ rồi và cũng có trao đổi với họ rất là nhiều để hỏi về cái tính cách của cha ruột diễm my mẹ diễm my hay là cái cô gái này như thế nào thì em hiểu rất là rành À, còn những cái người mà comment nói rằng em hiểu gì về gia đình thiểm my á, thì các bạn chưa chắc hiểu bằng tôi đâu đúng không à, những cái người có nhiều người cáo buộc nói rằng ông thắng thế này thế kia à, cho nên cái con, con gái của mình con gái của anh thắng á, là phải bỏ nhà ra đi rồi anh thắng có những cái hành động gì đó à, không tốt đối với cô bé thì à, đó là chỉ là một, một cái lời nói từ cô gái đó nói ra thôi chứ thật sự á, mình đã gặp nhiều người hàng xóm xung quanh nhà của anh này để mình hỏi cho rõ luôn cả những bà con dòng họ ở xa nữa à, người ta đã nói rất rõ rồi à, cái anh này thì rất là thương con thương con cho nên mấy, mấy uh, xảy ra những cái lùm xùm này chứ đúng ra nếu mà gia đình ai chắc người ta bỏ luôn rồi Đó. thì uh, nói nếu mà nói về tìm hiểu thì mình tìm hiểu rất kỹ mình rất là tin Đó. rồi cái thứ hai nữa cái thứ ba nữa là có nhiều người nói rằng á uh, là bà hằng á. Uh, không có nên nói về cái vụ tại Am, bởi vì họ cho rằng là bà Hằng à, tùm lum quá, nhiều cái chuyện, nhiều chuyện rồi. À, nếu mà xíu vô thiền Am nữa là bà bất lợi này kia thôi. Nhưng mà chúng ta thấy ra từ lúc đầu cái câu chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng khởi lên tới giờ á, thì những cái chuyện gì mà bất bình trong xã hội mà bà Hằng biết được thì bà đều lên tiếng. À, những cái chuyện từ thiện, chuyện Hoài Linh, chuyện Võ Anh Yên tất cả đều vì cộng đồng à, và cái, cái vấn đề này cũng vậy là một cái vấn đề rất là nhức nhối mà hai năm rồi chưa có giải quyết được mặc dù á, là cơ quan chức năng công an người ta đã có kết luận rồi nhưng mà đến nay thì cái vụ việc nó vẫn im im vậy thôi chứ không có gì gọi là tiếng hay lù gì hết trơn à, thế cho nên á, cái việc mà bà nguyễn vương hằng bước vào cái rama này vẫn là một cái sự lựa chọn rất là hay và rất mong muốn của những cái người mà đang quan tâm đến câu chuyện này à, bởi vì hơn hết á là tại sao có cái thiền em bên bờ vũ trụ ngày hôm nay thì cái nhân vật chính mà cái người đã bắt thang cho thì em bên bầu vũ trụ đi lên tới tận mây xanh như giờ đó, là chính là cái công ty điền quân à, đó là cái anh màu mè anh color với lại anh cái anh cưng dừa mà hai cái người này là đã có rất nhiều lần xuất hiện trong những cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng à, nếu mà nói về cái người mà mà, mà nâng đỡ cho thì em nhiều nhất và thì em có ngày hôm nay là chính là hai cái người này bởi vì à, chúng ta thấy á trong cái, cái clip video của của hai ông trùm này á thì có rất nhiều lần họ đã đến cái thiền em bên vào vũ trụ đó để uh, bia cho một cái nơi được gọi là mồ côi là, là tu từ nhỏ rồi trong chùa rồi tùm lum hết à, cả nhà có thể xem lại những cái video clip đó có thể là còn ở trên kênh của hai người này à, họ nói rất là nhiều nói là thầy thích tâm đức gì đó sư phụ thích tâm đức uh, đã nuôi dạy trẻ mồ côi này đây kia nhưng mà cuối cùng thì sao thì cơ quan chức năng và công an đã kết luận thì hai người này là im phăng phắc không có nói một tiếng nào hết không đính chính không cải chính và ngay cả cái đối tác của họ là đài truyền hình HTV7 đã phát sóng rất nhiều cái vấn đề liên quan đến tình thất bồng lai à, trong cái game show thách thức danh hài thì cũng không nói tiếng nào luôn đó đó là một cái vấn đề mà mình nói thật sự cái mắt xích quan trọng nhất mà bà Hằng đang liên quan ở trong một cái drama khác và họ này với dính ở đây nữa thì rõ ràng À, cái chuyện này có lẽ là ai cũng hiểu ai cũng ngầm hiểu rằng có lẽ đây là một trong những cái chân rết của cái 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 công việc đi làm từ thiện của họ mà nó công việc luôn công việc thì phải có thu nhập đúng không đó nha đó, thì à, thực sự bà hàng lên tiếng là một cái điều đáng mừng bởi vì ít ra nếu như mà bà hàng tham gia vào cái vụ việc này á, và được sáng tỏ À, thì để cho biết đâu những cái người những ai mà bị nhắc tới á, là họ bị quan thì bây giờ cơ quan chức năng làm rõ thì họ sẽ được minh quan thôi còn nếu không thì họ cũng phải làm sáng tỏ để để cảnh tỉnh cho những cái người khác mà còn đang u mê đang làm đường lập lối có thể là sau này lại bị mình là một trong những nạn nhân ở trong cái cơ sở đó đúng không? À, bởi vì cũng có rất nhiều những cái hoàn cảnh rồi nếu mà, mà nhiều người có thể xem lại á, là một số hoàn cảnh của người phụ nữ cũng đã vào trong cái thiền am đó rồi và cái bi kịch cuộc đời của họ cũng xảy ra ở đó rồi à, rất là nhiều nhân chứng sẵn sàng đứng lên à, cả nhà có thể là tham khảo thêm ở bên anh lê thanh minh tùng à, hay là một số người khác nữa à, thì sẽ rõ hơn ha à, mình chỉ nói đến đây thôi rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại